Nhật Minh xin mến chào tất cả quý vị khán giả của hệ thống Viettv Network. Quý vị thân mến, hiện tại Nhật Minh đang có mặt tại một nơi khá là quen thuộc đến với quý đồng hương của chúng ta, đặc biệt là những quý vị nào ở Houston, không đâu khác chính là Vinashop Home Shopping. Và ngày hôm nay có lẽ là một ngày rất là đặc biệt với đại gia đình của Vinashop. Lý do là gì thưa quý vị? Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm thành lập công ty của Vinashop. Và hiện tại cũng giống như tất cả những quý vị đang chờ ở đây để vào tham dự ngày sinh nhật của Vinashop, và Nhật Minh cũng sẽ gửi lời mời dự sinh nhật này đến cho tất cả quý vị và mời quý vị cùng theo chân Nhật Minh để mà dự cái ngày lễ sinh nhật ngày hôm nay rất là nhiều kỷ niệm cùng với Vinashop nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem những hình ảnh mà nhóm phóng viên của Viettv sẽ gửi đến cho quý vị sau đây. Yến Ly xin đại diện Vinashop để gửi lời chào thân thương đến tất cả quý khách hàng và quý đồng hương trên toàn nước Mỹ. Hôm nay Vinashop được rất là hân hạnh khi mà được cùng hành với quý vị đã hơn 10 năm nay. Và năm nay là đã kỷ niệm 10 năm thì chúng tôi rất là vui khi mà đón tiếp quý khán thính giả và cũng như là quý khách hàng đến với Vinashop, đến tới tiệm ở Houston. Thì chúng tôi một lần nữa rất là cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong suốt 10 năm để mà ủng hộ chúng tôi trong vấn đề về tinh thần cũng như là một yếu tố quan trọng đến với mỗi thành viên của Vinashop, để Vinashop mỗi ngày một lớn mạnh hơn để phục vụ quý đồng hương được như những nhu cầu mà thiết thực nhất mà quý vị rất là cần. Chúng tôi một lần nữa xin đại diện đến cảm ơn đến tất cả quý khách hàng của Vinashop. Mấy bác tới rất là sớm, 9 giờ là đã có bác tới rồi. Tụi cháu rất là xúc động, rất là vui khi mà hôm nay có rất là nhiều quý khách hàng đến để chung vui với Vinashop. Khách hàng ở Houston and then, và cũng xin chào khách hàng của Vinashop trên toàn nước Mỹ đã đang theo dõi chương trình của chúng ta qua làn sóng ha. Quý khách hàng đã cùng đồng hành với Vinashop hơn 10 năm rồi thì ít nhất là trong mỗi chúng ta cũng ít nhất tìm có được một hoặc là hơn những cái sản phẩm mà nó có thể nó phục vụ được cho mình, tức là thích hợp với mỗi người. Không phải chỉ một mình Vinashop vui mà tất cả chúng ta cùng chung vui ngày hôm nay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. Đây là một ngày rất là đặc biệt đối với Vinashop, đó là kỷ niệm 10 năm thưa quý vị. Hành trình này cũng rất là dài và để chuẩn bị cho ngày hôm nay thì nhân viên tụi em đã làm việc cực lực trong suốt một tuần qua. Và về chương trình đó thì chúng em sẽ có những tiết mục rất là đặc sắc ha.
quý vị sẽ giao lưu hát với nhau cũng có nè, chị sẽ có rút thăm trúng thưởng nè, sẽ có đố vui có thưởng nè, và sổ số lô tô nữa thưa quý vị. Và đặc biệt ngày hôm nay đó thì quý vị cũng sẽ được chiêm ngưỡng dòng máy nước Elixir mới về hàng luôn, và quý vị sẽ có được những cái trải nghiệm, những cái nhìn nhận đầu tiên về sản phẩm này. Đặc biệt nhất trong chương trình ngày hôm nay đó chính là chương trình promotion thưa quý vị. Coi như là đó giờ quý vị ghé Vinashop mua, quý vị thấy những promotion là hot deal nhất chưa từng xảy ra thì hôm nay nó đã xảy ra. Hân hạnh tôi đã được chúng này. Bây giờ xin quý vị cũng đến Vinashop thật nhiều để mà ủng hộ cho Vinashop càng ngày càng tiến triển hơn. Kevin đại diện cho H2O Rim giới thiệu đến quý vị một cái dòng sản phẩm máy lọc nước tên là Elixir của công ty Dr. Dumont. Cả cái công ty Dr. Dumont bỏ ra có thể nói là hơn 10 năm để mà nghiên cứu hoàn thiện cái sản phẩm này. Thưa quý vị, đây là hai cái máy lọc nước đời mới. Hiện tại là không có một cái máy nào mà trên thị trường giống như hai cái máy này. Cái điều đó quan trọng nhất là lọc nước sạch, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, với cái dòng sản phẩm đơn giản này đó thì quý vị có hai nguồn nước. Một cái thứ nhất là nước sạch giống như là nước trong chai của quý vị, và cái thứ hai là quý vị có thể chọn là nước chẳng hạn như là nước khoáng hay là nước vitamin, một cái nào đó mà quý vị muốn. Cái đó là đối với cái máy đơn giản này. Còn đối với cái máy này thì cái dòng cao cấp này thì có khá nhiều thứ ở trong đó. Cái ưu điểm, đây là cái máy đầu tiên và duy nhất làm ra nước alkali hydrogen cho quý vị, nhưng đi từ nước sạch. Còn tất cả những cái máy trên thị trường thưa quý vị, hiện tại bây giờ họ chỉ lấy nước từ là nước máy thôi, nhưng họ không làm. Đó là cái khác biệt giữa cái máy này và những cái máy trên thị trường. Thì cái máy này quý vị có thấy những cái bình ở trên này, thì đây là những cái bình mà có thể dosing vitamin hay là nước khoáng hay là một cái nào đó mà quý vị muốn. Quý vị sẽ có 90 ngày dùng thử, nếu không thích có thể trả lại và cũng như bảo hành từ công ty đến tận 5 năm lận. Có hai cái máy này dạ, 1.500 đô dạ. Bảo hành 5 năm thì nọ cũng đã tính sơ rồi, tức là nhà quý vị cũng tốn khoảng chừng một ngày chưa tới 1 đô cho một cái gia đình 4-5 người, đó là cho cái máy này. Cái máy này nhiều tiền 5.000 đô. Ok, nhưng mà cháu nghĩ rằng là cháu sẽ phân tích ra để cho cô bác anh chị thấy rằng là đáng tới đừng từng xu. Đó là cái cháu muốn nói cho quý vị là như vậy. Sản xuất tại Mỹ này và nó là cái máy đầu tiên hiện tại bây giờ là có FDA Medical Device. Kevin đại diện cho Dr. Dumont rất là chân thành cảm ơn quý vị đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Trong những cái chương trình tới chúng tôi sẽ giới thiệu vào chi tiết, hoặc quý vị có thể gọi vào cho tổng đài của công ty thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị nhiều chi tiết hơn. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. 29 ví dụ cô dến đông đinh, cô che bóng đóng gặp gần nó đỏ son. Vui vì 10 năm qua không những quý vị khán giả ở thành phố Houston không mà khắp nơi đều ủng hộ Vinashop cũng như dòng sản phẩm DT Collagen, cho nên là ngày hôm nay càng ngày càng đông người đến, và không những là Vinashop có nhiều promotion on sale và rất có nhiều quà tặng cho tất cả những quý vị đến, và đồng thời những quý vị nào nam giới mà ngày hôm nay đến tham dự thì Dự Thảo cũng tặng cho một cái sample của cái Rocket Gel để quý vị dùng thử nữa, cho nên là rất là hấp dẫn. 10 năm qua lên xuống thăng trầm của Vinashop
Shop của Việt TV. Và phải nói là nhờ chị Ly Lê, người CEO của Vinashop đã đồng hành với Diệu Thảo, đã lèo lái cái Vinashop càng ngày càng phát triển hơn. Và chúc mừng cho Vinashop cũng như chúc mừng cho chị Ly Lê. Quý vị thân mến, và đứng kế nhận bên đây là anh Alan Kim, một trong những người luôn cộng tác cùng với Vinashop trong suốt một cái thời gian qua với những dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc. First, I want to say thank you for having me here. And, you know, it was a pleasure being here. And, you know, as Vinashop, we've been business partner for a long time. And President Lee, throughout the time, I see the hard work that she put into. And I want to, you know, congratulate her for, you know, having a 10-year anniversary. And from, you know, now on, I hope, you know, she do well and, you know, prosperous after year going forward. Thank you so much. And of course, you want to share when it comes to Korean products in general, how did you help us to bring Korean products over to the United States? Yes. I actually directly imported from manufacturer and living in United States about 30 years. And I know that there is a lot of Asian good product. I'm sure the Vietnamese have a lot of good product. Korean has a, you know, good product that we could introduce to the market. And I feel, you know, there is a Vietnamese who like Korean product. And, you know, I kind of introduced to Lee, you know, Vinashop, what kind of product there is. And then, you know, we could help the grow together. That's why I see it. And, you know, that's pretty much it. Yeah. Thank you. Thì cô ơi, cô thường hay mua sản phẩm gì của Vinashop? Ồ, cô mua rất nhiều, 5-6 năm rồi. Cô uống collagen, cô uống sâm đen, cô hồng sâm lá, everything, cà phê yến gì cô cũng... Dạ vâng, thì những bên thường hay nói đùa là những vị khách hàng của Vinashop giống như là một phần trong gia đình, của đại gia đình của Vinashop vậy. Cô rất là xa, ở Đà Lạt xuống. Wow. Mà ở trên đó chưa có tổ chức đó, thành ra cô xuống đây ăn ké. Chúc mừng sinh nhật tới Vinashop 10 năm, mong cho thành đạt. Càng ngày càng có nhiều khách hàng bán buôn mai bán đắt. Dạ, càng ngày càng nhiều khách hàng, như cô vui là Vinashop cũng sẽ vui theo. Mình từng mua hàng ở Vinashop như là dầu thiên tế đó. Xức vô nó không có mùi khó chịu nhưng mà nó cũng quớt lắm. Với dầu gội đầu cho nó mềm tóc, mướt tóc. Với mình có mua hắc sâm để trong xả mình uống á. Cái khi ông mệt mệt, cái lúc mà ông cắt cỏ, coi tivi rồi tôi cũng không mấy tin nữa. Rồi tới thôi mình mua mình dùng thử thôi. Thấy cũng được, tốt. Với lại sôi vịt của mấy cô cũng dễ thương. Rồi tôi mua đây cũng được năm mấy, hai năm. Tôi chúc mừng cho công ty Vinashop phát triển ngày càng mạnh mẽ lên. Buôn bán, mua may bán đắt phát tài lên. 10 năm kỷ niệm bà con càng ủng hộ nhiều. Vợ tôi mua đồ đây nhiều lắm. Ở đây ai cũng biết hết á. Những cái đồ sản phẩm của Hàn Quốc nhiều. Tôi cũng chúc mừng cho Vinashop làm ăn phát tài. Lần đầu tiên là cô đi cái event này quá vui và quá rất là tình cảm luôn á con. Những sản phẩm nào là những sản phẩm mà cô yêu thích? Cô xài cũng 7-8 năm rồi mà cô thường mua cái dầu vàng thiên tế. Tại vì cô làm tiệm lâu quá cô nhức đầu mà mỗi lần xuất vô rất là hiệu nghiệm luôn con. Nghe cái quảng cáo mà cái đậu đen đó con, bữa nay cô còn mua cái đậu đen. Cái đậu đen này. Nhân đây cảm ơn cô Yvonne đã luôn luôn ủng hộ yêu mến Vinashop, VTV Radio, thì mong là sẽ luôn luôn nhận được sự ủng hộ của cô Yvonne trong thời gian sắp tới 10 năm, 20 năm nữa cô nha. Chị Kiều có hay mua hàng của Vinashop không? Và thường hay mua những sản phẩm nào ạ? Mua collagen. Hồi trước mua đông thùng hạt thảo, mua nhiều lâu lắm. Tôi thấy Vinashop phục vụ cũng tốt. Tôi uống Vinashop đông trùng hạ thảo 950, uống rồi vô bớt. Và quý vị thân mến, vừa rồi là quý vị cũng đã xem một phần những cái không khí ngày hôm nay tại buổi lễ mà mừng sinh nhật 10 năm của Vinashop. Rất mong là quý vị sẽ luôn luôn yêu mến và ủng hộ Vinashop. Và nhân diện ở đây thì Nhật Minh cũng xin đại diện cho toàn thể đại gia đình của Vinashop gửi lời cảm ơn đến tất cả quý đồng hương đã luôn luôn yêu mến và ủng hộ những dòng sản phẩm gửi đến từ Vinashop. Đến đây thì Nhật Minh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi, quan tâm phóng sự ngày hôm nay, và mến gặp quý vị vào những chương trình lần sau cùng với phóng sự của Việt TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại.